Bài tập tiếp theo từ câu 161 đến câu 164. Câu 161, why did Charlotte, tại sao Charlotte lại implement, là thực thi hay là thực hiện cái mural program, cái chương trình mural. Nếu mà chúng ta không biết từ mural là gì thì chúng ta để đó ha, nhưng mà chúng ta có thể đoán được cái từ khóa trong câu này là từ gì vậy em? Mural program, phải không nào? Rồi, bây giờ đọc bốn đáp án trước nha. Câu A, to promote, để mà quảng bá hay là quảng cáo họa sĩ địa phương. Câu B, để attract, thu hút thêm những người mua sắm đến khu trung tâm. Câu C, để revitalize, nếu không biết là gì mình cứ để đó ha, để revitalize cái phần của thành phố. Câu D, để mà dạy vẽ cho học sinh, được không nào? Và bây giờ chúng ta sẽ dò xem từ khóa là mural program nằm ở đâu ha. Bây giờ cùng dò với câu từ đầu luôn nha. À, có phải nó nằm ở câu đầu tiên luôn phải không em? Nè, a mural program. Và chúng ta dịch nhanh qua câu này nha. Charlotte, vào ngày 19 tháng 10 thì cái thời gian đó là cái thành phố Charlotte đã launch, đã ra mắt, đã tung ra một cái chương trình mural vào tháng 6 vừa rồi ở trong cái khu trung tâm, phải không nào? Và cái ý tưởng là để revitalize và brighten up the area. Ý tưởng là để revitalize và brighten up là làm tươi sáng lên, làm rạng rỡ lên cái khu vực. Vậy em nhìn đi, đáp án là câu gì vậy em? À, đáp án chính là câu C, phải không nào? Mình có từ gì đây? Revitalize ở câu C giống với ở trên bài đọc, phải không nào? Rồi, còn part of the city, cái khu vực, cái phần của thành phố, đó chính là từ area. Area ở đây chính là gì vậy em? Downtown core, phải không nào? Mà cái khu trung tâm downtown core nó lại thuộc cái thành phố gì đây? The city Charlotte. Vậy đáp án chính là câu C hai em ha. Thực ra cái từ revitalize có nghĩa là đem lại sức sống mới hay là làm tái sinh cái gì đó em. Quy dịch lại cái câu này để em hiểu hơn nha. Charlotte, vào ngày 19 tháng 10 thì cái thời điểm đó là cái thành phố Charlotte đã ra mắt một cái chương trình mural, là vẽ tranh trên tường đó em, vào tháng 6 vừa rồi ở cái khu downtown core, cái khu trung tâm. Và cái ý tưởng là để revitalize, đem lại sức sống mới, và brighten up là làm sáng tươi, làm rạng rỡ thêm cho cái khu vực, được không nào? Vậy đáp án chính là câu C nha em. Câu 162, what is imply about? Cái điều gì thì nói về accent arts group. Vậy từ khóa chính là từ accent arts group, phải không nào? Vậy bây giờ chúng ta đọc bốn đáp án trước nha. Câu A, it will work, nó sẽ làm việc cho cái thành phố trong 5 năm. Câu B, nó quản lý cái phòng triển lãm tranh địa phương. Câu C, nó hỏi xin public, cộng đồng ha, những cái ý kiến cho tranh trên tường. Rồi câu D, nó có một cái văn phòng ở trung tâm cộng đồng. Rồi bây giờ chúng ta vào từ khóa xem Action Arts Group nằm ở đâu vậy em? À, có phải ở đây phải không nào? Action Arts Group. Vậy chúng ta sẽ dịch nhanh qua câu này nha. The Action Arts Group á, thì be in charge of là chịu trách nhiệm cho cái dự án nè em. Và cũng sẽ be under contract là ký kết cái hợp đồng trong vòng 5 năm tới. Để mà maintain, duy trì được murals, những cái bức tranh ở trên tường, phải không nào? Vậy thì em xem nè, cái chương trình mà vẽ tranh trên tường á, là do ai đưa ra vậy em? Do The City of Charlotte launch, phải không nào? Là do thành phố đưa ra. Vậy thì nếu mà cái Action Arts Group nó ký kết hợp đồng để mà duy trì những cái bức tranh trên tường, có nghĩa là nó ký kết với ai vậy em? Nó ký kết với thành phố, phải không nào? Vậy có nghĩa là nó sẽ làm việc cho thành phố trong 5 năm, phải không em? Vậy thì em xem A, B, C, D, câu 162 đáp án là câu gì? À, câu A, được không nào? Nó sẽ làm việc cho thành phố trong 5 năm để làm gì? Để maintain the murals, duy trì những cái bức tranh trên tường, được không nào? Đáp án là câu A ha. Câu 163, what can be suggested? Cái điều gì thì được nói về Charlotte Tourism Board. Vậy từ khóa chính là từ Charlotte Tourism Board, phải không nào? Mình đã bỏ đoán trước nhanh nha. Câu A, it is hosting, nó đang tổ chức một cái event, một cái sự kiện gây quỹ cộng đồng. Câu B, nó launch, nó ra mắt, nó tung ra một cái chiến dịch thông tin về nghệ thuật. Câu C, nó đã yêu cầu cái nguồn quỹ hỗ trợ từ cái tổ chức sáng kiến cộng đồng. Câu D, nó đã cung cấp khoảng 50.000 đô cho cái dự án, phải không nào? Rồi bây giờ chúng ta sẽ dò xem Charlotte Tourism Board ở vị trí nào nha. Rồi dò tiếp đoạn số 2 xem em. Không có ha, dòng này. Không có, dòng này. Cũng không có, dòng này. Cũng không có, dòng tiếp theo. Cũng không có, dòng tiếp theo. À, có nè em. The Charlotte Tourism Board. Chúng ta dịch nhanh chỗ này nha. The Charlotte Tourism Board đã match cái sự đóng góp đó ngay sau đó. Rồi chúng ta gặp từ that nè em. Mình không biết sự đóng góp đó là sự đóng góp gì hết. Tại vì cái từ that đó là nó bổ nghĩa cho cái thông tin ở phía trước. Và để hiểu rõ hơn ý câu này thì chúng ta sẽ dịch cái câu liền trước qua đó nha. Là từ
the initial funding, phải không nào? Cái nguồn quỹ hỗ trợ ban đầu á, initial là ban đầu tiên đó em, là 50.000 đô tiền trợ cấp được cung cấp bởi Community Initiative Foundation. The Charlotte Tourism Board đã match cái sự đóng góp đó ngay sau đó. Tại match có nghĩa là gì em? Thường thường em gặp động từ match có nghĩa là nối cái này với cái kia cho nó khớp với nhau, nó tương ứng với nhau. Rồi, nhưng mà match còn có nghĩa là be equal to nữa em. Match something sẽ bằng với lại be equal to something. Nghĩa thứ nhất là nối cái tương ứng ha, nối cái này cái kia cho tương ứng với nhau. Nghĩa thứ hai là be equal to something có nghĩa là bằng với cái gì đó. Và chỗ này em dịch là cái The Charlotte Tourism Board đã hỗ trợ một cái giống như là cái đóng góp đó, em hiểu không? Đã hỗ trợ một cái số tiền giống như là đóng góp đó. Vậy thì có nghĩa là cái Tourism Board cũng đã hỗ trợ bao nhiêu tiền vậy em? 50.000 đô. Hay em ha, 50.000 đô. Vậy thì em nhìn xuống đi, A, B, C, D đáp án là câu nào vậy em? À, đáp án chính là câu D, phải không nào? Nó đã cung cấp khoảng 50.000 đô cho cái dự án ha. Và em để ý kiểu này có từ match nha em. Match, nối cái này cho cái kia, nó tương ứng với nhau, nó khớp với nhau. Còn nó có nghĩa là be equal to something nữa, là tương tự hay là bằng cái gì đó ha. Cô dịch lại câu này nè. The initial funding, cái nguồn quỹ hỗ trợ ban đầu á, thì là 50.000 đô tiền trợ cấp được cung cấp bởi cái Community Initiative Foundation. Rồi, The Charlotte Tourism Board á, đã match, đã thực hiện một cái sự đóng góp, thực hiện một cái hỗ trợ, nó bằng với lại cái hỗ trợ đó shortly thereafter, ngay sau đó, được không nào? Vậy đáp án chính là câu D ha. Câu 164 ở cái vị trí nào được đánh dấu 1, 2, 3, 4 thì câu sau đây thuộc về. Thì chúng ta đọc câu đồng hợp kép trước nha em. This will involve, cái điều này thì bao gồm việc lau dọn chúng và touch chúng up khi mà được yêu cầu hay là khi mà cần thiết. Rồi, nếu chúng ta không biết cái cụm touch đâm up nghĩa là gì thì chúng ta cứ để đó ha. Dịch lại một lần nữa nào. Cái điều này thì bao gồm việc lau dọn chúng và touch chúng up khi mà được yêu cầu, khi cần thiết. Rồi sau khi mà hiểu nghĩa rồi thì chúng ta sẽ tìm cái vị trí số 1 và đọc câu liền trước, xem hai câu này có liên kết về mặt ý nghĩa hay không nha. Đây, vị trí số 1 đây này em, đọc câu liền trước nào. The large artistic images, là những cái bức ảnh, những cái bức tranh nghệ thuật lớn thì đang được painted, đang được sơn vẽ trực tiếp lên trên những cái bức tường của tòa nhà, và nó đã gần completion, là gần hoàn tất rồi, phải không em? Rồi, vậy thì em nối xuống coi có phù hợp nghĩa không? Cái việc này thì bao gồm lau dọn. Cái việc này là việc gì? Ở phía trước nó đang nói đến việc gì em? Tô vẽ những cái bức tranh trực tiếp lên bức tường. Cái việc tô vẽ này là sao bao gồm cái việc dọn dẹp được, lau dọn được? Không có liên kết, phải không nào? Vậy chúng ta dò tiếp nha. Rồi, vị trí số 2 nè. Rồi, dịch câu liền trước nào. Câu liền trước đã mình dịch rồi, mình nhanh lại nha. The Action Art Groups thì chịu trách nhiệm cho cái dự án và cũng sẽ ký kết một cái hợp đồng trong vòng 5 năm tới để mà duy trì những cái bức tranh trên tường này. Cái điều này thì bao gồm lau dọn chúng nè và touch them up khi mà được yêu cầu hay là khi cần thiết. Vậy thì em coi có liên kết không? Cũng rất có thể, phải không nào? Tại vì khi em coi nè, chịu trách nhiệm, cái Action Art Group thì chịu trách nhiệm cho cái dự án này, rồi ký kết một cái hợp đồng là 5 năm để mà duy trì nó nữa. Khi mà em chịu trách nhiệm cho cái dự án tranh vẽ trên tường rồi em phải duy trì nó thì có nghĩa là em phải lau dọn nó, phải không nào? Rồi, vậy nếu mà chưa chắc thì chúng ta có thể dịch thêm cái ở vị trí số 3 nha. Đây là số 3 nè em. Rồi em dịch câu phía trước thử xem nó là gì đây. Action Art Group á, thì được chọn để mà carry out, thực hiện, tiến hành cái dự án bởi vì nó đã tổ chức những cái buổi hội thảo về nghệ thuật tại những cái trường địa phương và những cái trung tâm cộng đồng hơn 20 năm qua rồi. Cái điều này bao gồm việc lau dọn. Vị trí số 3 là không được rồi, phải không em? Số 4 thử luôn nha. Số 4 nè, đọc câu liền trước nè. The initial funding, cái nguồn quỹ hỗ trợ đó ban đầu á, là tiền trợ cấp 50.000 đô được cung cấp bởi cái này. Ở đây nó đến tiền, cũng không liên quan đến việc dọn dẹp, phải không nào? Tại vị trí đúng nhất cho câu này là vị trí số mấy vậy em? Số 2 ha. Bây giờ chúng ta dịch lại cả hai câu luôn nè. The Action Arts Group thì chịu trách nhiệm cho dự án và cũng sẽ ký kết một cái hợp đồng trong 5 năm tới phải duy trì những cái bức tranh trên tường này. Vậy mình ký kết hợp đồng, mình duy trì nó. Rồi, cái việc này có nghĩa là cái việc ký kết hợp đồng để duy trì cái những cái bức tranh trên tường đó em, thì bao gồm việc lau dọn chúng ha, lau chùi chúng và touch them up khi mà được yêu cầu. Thật ra mình có cái cụm là touch something up, nó bằng với lại improve something, cải thiện một cái gì đó ha. Cô dịch lại nè, cái việc này thì bao gồm cái việc là lau dọn chúng nè và cải thiện chúng khi mà cần thiết. Cải thiện những cái bức tranh có nghĩa là tô sửa hay là tân trang nó đây.
tô sữa hay là tân trang nó ha, tân trang nó được không nào? Rồi vậy đáp án chính là câu B ha. Rồi bây giờ chúng ta cùng hệ thống là những từ quan trọng được highlight trong bài này các em nha. Cùng dịch với cô nào. Murals, mình có từ murals có nghĩa là tranh vẽ trên tường ha, tranh trên tường, tranh vẽ trên tường á. Những cái bức tranh vẽ trên tường á mang lại life, sức sống, và color là màu sắc cho cái khu trung tâm. Downtown Cora là tên của một cái khu trung tâm. Mình có từ downtown là khu trung tâm nha. Downtown, khu trung tâm. Rồi, Charlotte, ngày 19 tháng 10, cái thời điểm mà cái thành phố Charlotte, vậy Charlotte là tên của một cái thành phố nha em. Thành phố Charlotte đã launch. Mình có từ launch có nghĩa là ra mắt hay là tung ra ha. Ra mắt hay là tung ra. Ra mắt hay là tung ra cái gì đó lần đầu tiên. Nó bằng với từ release ha. Release ha. Rồi, cái thành phố này đã tung ra, đã ra mắt một cái chương trình vẽ tranh trên tường vào tháng 6 vừa rồi ở cái khu trung tâm. Cái ý tưởng để revitalize, mình có từ revitalize có nghĩa là tái sinh hay là đem lại sức sống mới cho cái gì đó, đem lại sức sống mới. Vậy có nghĩa là cái ý tưởng là để đem lại sức sống mới và brighten up. Mình có từ brighten up có nghĩa là làm tươi sáng, làm rạng rỡ ha. Làm tươi sáng, làm rạng rỡ cái khu vực, được không nào? Rồi, the large artistic images, những cái bức tranh nghệ thuật to lớn được painted, được sơn vẽ trực tiếp ở trên những cái bức tường của các tòa nhà. Thì are nearing, gần như là completion, là hoàn tất ha, gần như là hoàn tất. Plans, cái kế hoạch đó là call for. Mình có từ call for có nghĩa là yêu cầu. Cái kế hoạch thì yêu cầu tất cả những cái murals, những cái bức tranh trên tường đó phải được finish, hoàn tất trong vòng 2 tháng. The project, cái dự án đó đã transform. Mình có cái cụm là transform something into something, có nghĩa là biến đổi cái gì thành cái gì ha. Biến đổi là thay đổi. Biến đổi là thay đổi cái gì thành cái gì ha. Để quy định lại chỗ này nha, cái dự án á, đã biến đổi cái trung tâm của thành phố thành cái buổi triển lãm tranh ở ngoài trời. Và nó rất là quan trọng để mà maintain, có nghĩa là duy trì ha. Maintain, rất là quan trọng để mà duy trì được tất cả những cái tác phẩm nghệ thuật. Artwork là tác phẩm nghệ thuật. Rồi tiếp nào, The Action Arts Group, cái nhóm này nè. Be in charge of, mình có cái cụm be in charge of, có nghĩa là chịu trách nhiệm về cái gì đó ha. Chịu trách nhiệm về. Cái nhóm này nè thì chịu trách nhiệm về cái project, cái dự án, và sẽ, cũng sẽ under contract, ký kết cái hợp đồng trong vòng next 5 years, 5 năm tới để mà maintain là gì em? Duy trì những cái murals là bức tranh trên tường. Được không nào? Rồi tiếp. Action Arts Group, cái nhóm này nè đã được chọn để mà carry out. Mình có từ carry out có nghĩa là tiến hành hay là thực hiện ha. Tiến hành hay là thực hiện, đã được chọn để mà tiến hành cái dự án này as, bởi vì nó đã tổ chức những cái buổi hội thảo về nghệ thuật tại những cái trường địa phương và những cái trung tâm cộng đồng trong 20 năm qua, the past 20 years, được không nào? Trong 20 năm qua ha. The group, cái nhóm này nè, be eager to do something á, có nghĩa là háo hức làm một cái gì đó ha, háo hức để làm một cái gì đó. Và chỗ này có nghĩa là cái nhóm này rất là háo hức khi mà chấp nhận cái lời đề nghị, khi mà nó được first, lần đầu, proposed có nghĩa là đề xuất ha. Khi nó lần đầu được đề xuất bởi cái committee là ủy ban nè, kế hoạch của cái thành phố Charlotte, được không nào? Vào mùa xuân năm ngoái, many local artists, rất là nhiều những cái nghệ sĩ địa phương rất là excited, phấn khích, phấn khởi về cái dự án này. Action Art Groups, cái nhóm co-founder làm đồng sáng lập á, cái người đồng sáng lập của cái nhóm Action Arts Group á, tên là Matthew Stewart, đã nói như vậy, được không nào? Co-founder, đồng sáng lập ha, người đồng sáng lập. It's a once in a lifetime opportunity. Mình có từ opportunity có nghĩa là cơ hội. Cơ hội ha. Rồi, once in a lifetime có nghĩa là một lần trong đời thôi, chỉ xảy ra một lần trong đời thôi, có nghĩa là có 102 á. Rồi, cái cơ hội có 102 này á thì dành cho nhiều người trong số họ. The initial funding, cái nguồn hỗ trợ, initial có nghĩa là ban đầu hay là đầu tiên ha, ban đầu hay là đầu tiên. Cái nguồn hỗ trợ ban đầu á là một cái grant, grant có nghĩa là tiền trợ cấp hay là tiền hỗ trợ ha, tiền trợ cấp hay là tiền hỗ trợ, grant, từ này cũng rất là hay gặp. Rồi, cô dịch lại nào. The initial funding, cái tiền hỗ trợ, initial ban đầu á là một cái phần tiền trợ cấp, phần tiền hỗ trợ 50.000 đô, supplied, được cung cấp bởi foundation, cái tổ chức
sáng tạo cộng đồng, được không nào? Rồi, the Charlotte Tourism Board, cái ban du lịch của thành phố Charlotte á, match. Rồi, mình có động từ match thường gặp có nghĩa là nối cái này với cái kia cho tương ứng với nhau ha. Nối cái này với cái kia cho tương ứng với nhau. Nhưng mà chỗ này mình còn gặp cái động từ match có nghĩa là bằng hay là tương tự nữa ha, bằng với cái gì đó, được không nào? Chỗ này có nghĩa là cái ban du lịch của thành phố Charlotte á, đã đóng góp một cái phần bằng với cái sự đóng góp đó, bằng với cái số tiền đóng góp đó. Shortly thereafter, mình có từ thereafter có nghĩa là sau đó ha. Sau đó, shortly có nghĩa là ngay, ngay khi. Vậy shortly thereafter có nghĩa là ngay sau đó, được không nào? Rồi, now, bây giờ á, thì khi mà người ta đến thăm cái thành phố của chúng tôi, director, giám đốc của cái ban du lịch đã nói, ông này tên là Jill Myers, được không nào? Thì họ sẽ nhìn thấy nó bursting, có nghĩa là tràn ngập ha, tràn ngập. Khi mà những cái người khách du lịch đến đây á, thì họ sẽ nhìn thấy cái thành phố tràn ngập positivity, có nghĩa là sự tích cực ha, sự tích cực. Cái không khí tích cực, sự tích cực. Và inspiration có nghĩa là cái sự cảm hứng, cái nguồn cảm hứng. Cảm hứng. Sẽ nhìn thấy cái thành phố này tràn ngập cái sự tích cực và nguồn cảm hứng, và họ sẽ muốn trở lại cái thành phố này, được không nào? Rồi, xuống dưới nha, câu 161. Câu hỏi mình có từ implement. Từ implement rất hay là thi, có nghĩa là thực thi, là thực hiện ha. Thực thi hay là thực hiện. Vậy câu hỏi 161 có nghĩa là tại sao thì thành phố Charlotte lại thực hiện cái chương trình vẽ tranh trên tường. Rồi, câu A mình có từ promote. Promote có 3 nghĩa là thúc đẩy hay là thăng tiến, quảng cáo và khuyến mãi. Chỗ này có nghĩa là quảng cáo, quảng bá đây. Quảng bá ha. Vậy câu A có nghĩa là để quảng bá cho những cái nghệ sĩ, họa sĩ địa phương. Câu B mình có từ attract, có nghĩa là thu hút ha. Thu hút thêm những người mua sắm trung tâm, được không nào? Rồi, câu 163. Câu 163, câu A mình có từ host. Cũng rất hay thi, có nghĩa là tổ chức nha em, tổ chức ha. Vậy câu A có nghĩa là nó đang tổ chức một cái sự kiện fundraising, là gây quỹ cộng đồng, được không nào? Câu 164, mình có từ involve, có nghĩa là bao gồm. Nó bằng với từ include hoặc là contain. Include hoặc là contain có nghĩa là bao gồm ha, bao gồm. Bao gồm. Rồi, mình có cụm là touch something up. Touch something up nó bằng với lại improve something. Improve something ha. Rồi, touch something up có nghĩa là làm cải thiện cái gì đó bằng việc là mình thêm vào hoặc là mình tân trang lại nó, mình thay đổi nó ha. Trong trường hợp này á, có nghĩa là tô sữa hay là tân trang đấy. Trong trường hợp này có nghĩa là tô sữa ha. Các bức tranh thì mình phải dịch là tô sữa ha. Tô sữa, tân trang. Rồi, vậy có dịch lại cả con này nha. Nó nói là gì nè. Cái này nè thì bao gồm cái việc dọn dẹp, lau chùi chúng và tô sữa, tân trang chúng khi mà được yêu cầu hay là khi mà cần thiết, được không nào? Bài đọc tiếp theo từ câu 165 đến câu 167. Câu 165. Why did Mr. Dyer send the email? Tại sao ông Dyer lại gửi cái email này? Vậy câu hỏi này hỏi về mục đích của cái email, phải không em? Câu hỏi dạng mục đích, chúng ta đọc mỗi đáp án trước, sau đó đọc đoạn đầu hay em ha, hoặc là đoạn cuối. Bây giờ đọc mỗi đáp án trước nha. Câu A, to announce, để mà thông báo một số cái guidelines, là quy định, publication là xuất bản mới, để thông báo một số cái quy định xuất bản mới ha. Câu B, để ask, để yêu cầu thành viên trong đội đó viết một cái thông cáo báo chí nha em, press release, thông cáo báo chí ha. Câu C, to encourage, để mà khuyến khích employees, nhân viên gửi về một số cái bức ảnh, bức hình. Câu D, để request, yêu cầu feedback, phản hồi liên quan đến cái việc là art, là đồ thị, cover, là cái bìa đó em, trang bìa ha. Rồi bây giờ chúng ta đọc đoạn đầu hoặc đoạn cuối của cái email này để xem nó đang nói về cái gì em nha. Đoạn đầu là từ chỗ nào đây? Hello everyone, xin chào tất cả mọi người. Our January edition, cái phiên bản tháng 1 của chúng ta đó thì luôn luôn là special, là đặc biệt. Bởi vì nó set the tone, mình không biết mình cứ để đó ha. Nó set the tone cho cái tạp chí của chúng ta for the rest of the year. The rest là thời gian còn lại nè, trong năm. Tôi đã bắt đầu thực hiện cái công việc liên quan đến layout, là bố cục nè, cho những cái bài báo của chúng ta. Rồi, the head reporters, phóng viên trưởng đó, và tôi đã đồng ý rằng sẽ rất là good, là tốt để mà có thêm interaction, sự tương tác giữa nhân viên và độc giả trong năm tới. So, vì thế, the January cover, cái bìa của cái ấn bản tháng 1 đó, sẽ được determine, quyết định thông qua một cái photography competition, một cuộc thi nhiếp ảnh
mà cuộc thi đó cả độc giả và employees, nhân viên đều có thể tham gia. Và khi đọc đến đây thì em thấy là cái email này đang thông báo về một cái cuộc thi nhiếp ảnh, phong nào, một cái photography competition. Em thử dò đoạn cuối thử nha. I hope everyone, tôi hy vọng rằng tất cả mọi người take part, tham gia nếu mà có thể. Có nghĩa là kêu gọi mọi người tham gia. Kêu gọi mọi người là kêu gọi ai vậy em? À, em xem cái email này gửi cho ai? To employees, em thấy không? All employees, có nghĩa là kêu gọi tất cả nhân viên tham gia đó. Rồi, please email, hãy gửi email cái submission, cái việc nộp của bạn cho tôi trước ngày 10 tháng 12, là email cái việc nộp, những cái submit là nộp đó em. Vậy submission là những cái mà mình nộp. Em ơi, một cuộc thi nhiếp ảnh thì mình sẽ nộp cái gì? Những cái tấm ảnh dự thi, phải không nào? Vậy thì em xem ra đáp án là câu nào nha. A, B, C, D, đáp án chính là câu C, phải không nào? To encourage, để mà khuyến khích nhân viên gửi về một số cái bức ảnh dự thi ha. Photos, được không nào? Câu 166. Theo như cái email đó thì Mr. Dyer, ông Dyer đó vẫn chưa làm cái việc gì, phải không nào? Rồi, vậy thì em xem là Mr. Dyer là người gửi cái email này, phải không? Người gửi email thì thường là gì em? Sẽ xưng là ai, phải không nào? Rồi bây giờ em sẽ dò xem ông Dyer chưa làm việc gì nha. Trước khi mà dò, chúng ta đã bố đoán trước. Câu A, contact, liên hệ một cái tờ báo. Câu B, posted, đăng những cái quy tắc online. Câu C, consult, tham vấn một số cái journalist là nhà báo. Câu D, làm những cái công việc liên quan đến bố cục. Vậy bây giờ chúng ta dò thử nha. Câu D là sai rồi phải không em? Ok, tại vì lúc nãy chúng ta có dò rồi phải không? Câu này nè, I've already started working on layout. Tôi đã bắt đầu tiến hành những cái công việc liên quan đến bố cục rồi. Vậy câu D là sai ha. Bây giờ chúng ta dò tiếp thôi. Rồi chúng này chúng ta dò ở chỗ take part in rồi phải không em? Bây giờ chúng ta dò tiếp nha. I've already sent out. Tôi đã gửi cái press release là gì em? Thông cáo báo chí cho cái tờ báo của địa phương về cái việc này, là về cái cuộc thi đó. Rồi, tôi cũng sẽ put up, đưa cái gì em? Contest rules, những cái quy tắc, quy định của cuộc thi, phải không nào? Guidelines là quy định nè em, lên website của chúng ta trước cuối ngày hôm nay. Vậy thì khi đọc đến đây thì em ơi, cái chuyện mà put up the contest rules and guidelines on the website xảy ra chưa? Chưa, phải không nào? Và ông ta nói là ông ta sẽ ha, I will. Vậy thì em xem đáp án là câu nào? À, đáp án chính là câu B, phải không? Là đăng tải những cái quy tắc online là ông ta chưa có làm. Và at the end of the day, by the end of the day thì ông ta mới làm, phải không nào? Vậy đáp án chính là câu B nha. Câu 167, what is suggested, cái điều gì á, thì nói về bà Miss Griffin. Vậy từ khóa chính là từ Miss Griffin. Trước khi dò, chúng ta đọc bộ đáp án trước nha. Câu A, she was recently promoted, bà ta vừa mới được thăng chức ha. Câu B, bà ta sẽ giúp đỡ để mà judge, đánh giá cái cuộc thi, contest là cuộc thi đó em. Rồi câu C, bà ta ngồi gần văn phòng của ông Dyer. Câu D, bà ta làm việc cho một vài cái tạp chí. Rồi bây giờ chúng ta dò thử xem bà Griffin ở đâu nha. À, có phải là đoạn số 2 phải không em? Đây nè, có Griffin. Vậy chúng ta đọc nhanh câu này thử nha. Tuy nhiên tôi đã nói chuyện với bà Griffin, cái photographer nhiếp ảnh gia trưởng của chúng ta, và quyết định rằng họ có thể serve as, phục vụ như là giám khảo cho cuộc thi. Judge là giám khảo đó em. Vậy khi đọc đến đây thì em thấy từ đây không? Họ có thể phục vụ như là giám khảo cho cuộc thi. Họ này là ai em? Nếu mà chúng ta muốn biết rõ hơn thì chúng ta đọc cái câu liền trước câu này nữa nha. Rồi đọc đi em. Đọc từ đầu luôn ha. As I mentioned, như tôi đã đề cập đó, thì cuộc thi sẽ mở ra cho employees, nhân viên. Unfortunately, thật không may, cái này nè, cái cuộc thi này nè, thì không được apply to, áp dụng cho những cái photographer, nhiếp ảnh gia của chúng ta, bởi vì họ có cái điểm thuận lợi, không có công bằng, unfair là không có công bằng. Ok, vậy tuy nhiên tôi đã nói chuyện với bà Griffin, nhiếp ảnh gia trưởng, và tôi quyết định rằng họ có thể đóng vai trò như là judge, giám khảo cho cái cuộc thi. Vậy thì họ ở đây chính là ai em? À, chính là những cái photographer, phải không nào? Những cái photographer. Bởi vì những cái photographer thì không có thể tham gia cuộc thi, bởi vì họ là nhiếp ảnh gia sẵn rồi, thì họ sẽ có những cái ưu điểm trong cái nghề của họ. Thì những người khác, người ta không có chuyên ngành, người ta sẽ không thể nào mà thi lại được những cái photographers, nhiếp ảnh gia, phải không nào? Và bà Griffin đó em, bà Griffin là lead photographer. Vậy thì bà Griffin cũng không thể tham gia cuộc thi này. Nhưng mà những người photographer thì có thể làm gì em? Contact judge là giám khảo cuộc thi. Vậy thì em xem đi, A, B, C, D đáp án. Câu 167 là câu nào?
câu B phải không nào? Bà ta sẽ làm gì em? Judge, đánh giá, giúp đỡ đánh giá cái cuộc thi ha, có nghĩa là làm giám khảo cho cái cuộc thi đó, được không nào? Thì đáp án là câu B ha. Rồi bây giờ chúng ta cùng hệ thống lại những từ quan trọng được highlight trong bài này các em nhé. Cùng dịch với cô nào. Đây là một cái email gửi đến all employees, tất cả nhân viên, from Isaac Diner, gửi từ người này ha. Subject, chủ đề là edition. Edition có nghĩa là phiên bản nha em, phiên bản. January edition có nghĩa là phiên bản của tháng 1 ha. Ngày gửi cái email là ngày 2 tháng 12. Hello everyone, xin chào tất cả mọi người. Our January edition, cái phiên bản tháng 1 của chúng ta đó, thì always, luôn luôn special, đặc biệt, bởi vì nó set the tone. Mình có cái thành ngữ set the tone đó, có nghĩa là tạo không khí, hay là tạo tinh thần, cái gì đó nha. Tạo tinh thần, hay là tạo không khí cho cái gì đó ha. Rồi, cô dịch lại nè. Cái phiên bản tháng 1 của chúng ta đó thì luôn luôn là đặc biệt, bởi vì nó sets the tone, nó tạo tinh thần hay là tạo không khí cho cái tạp chí của chúng ta for the rest of the year. Mình có từ rest có nghĩa là phần còn lại đó em. Đối với mặt về thời gian thì chúng ta dịch là cái thời gian còn lại ha, cho cái thời gian còn lại trong năm, được không nào? Rồi, I have already started, tôi đã bắt đầu work on, làm việc những cái công việc liên quan đến layout. Mình có từ layout có nghĩa là bố cục nha em, bố cục ha. Bắt tay vào cái công việc liên quan đến bố cục nè, cho những cái articles là bài báo, và những cái features là những cái bài đặc biệt đấy em, bài báo luôn nhưng mà những cái bài đặc biệt ha của chúng ta. Rồi, the head reporters, mình có từ reporters có nghĩa là phóng viên nha em, gặp hoài ha. Reporters trong lĩnh vực báo chí thì có nghĩa là phóng viên. Phóng viên trưởng đó, và tôi đã agree, đồng ý rằng it would be good, nó sẽ rất là tốt để mà có thêm interaction. Mình có từ interaction có nghĩa là sự tương tác nha em, sự tương tác ha. Cô viết lên đây nha, sự tương tác. Interaction, sự tương tác, danh từ ha. Rất là tốt để mà có thêm cái sự tương tác giữa staff, nhân viên của chúng ta và readers, độc giả trong cái năm tới. So, vì thế, the January cover, cái bìa, cái trang bìa của cái tháng 1 đó em. Cover là trang bìa ha, hay là cái bìa. Thì sẽ được determine. Mình có từ determine có nghĩa là quyết định ha, quyết định. Quyết định. Cái trang bìa của tháng 1 đó thì sẽ được thiết quyết định through, thông qua một cái competition, gặp hoài có nghĩa là gì em? Một cái cuộc thi ha. Photography có nghĩa là nhiếp ảnh, chụp ảnh ha. Thông qua một cái photography competition, một cái cuộc thi nhiếp ảnh, mà cuộc thi nhiếp ảnh đó cả readers, độc giả, và employees, nhân viên đều có thể take part in, là tham gia. Tôi đã send out, gửi tung ra ha, gửi ra một cái press release. Mình có từ press release có nghĩa là thông cáo báo chí, thông cáo báo chí ha. Press release, thông cáo báo chí. Tôi đã gửi thông cáo báo chí cho một cái tờ báo của địa phương về cái chuyện này, phải không nào, về cái cuộc thi này. I will also, tôi cũng sẽ put up, đăng tải cái contest rules, cái luật lệ và cái guidelines, là cái quy tắc, quy định nha. Quy tắc, quy định ha. Quy tắc hay là quy định. Rồi, những cái luật lệ và những cái quy định của cái contest, là cuộc thi đó em, của cái cuộc thi ha. Cho on trên website của chúng ta by the end, trước cuối ngày hôm nay, được không nào? As I mentioned, như tôi đã đề cập đó, thì cái competition là gì em? Cái cuộc thi sẽ open to, mở ra cho employees, là nhân viên. Unfortunately, nhưng mà không may mắn thay, cái cuộc thi này nè sẽ không được apply to, là áp dụng cho ha, áp dụng cho, sẽ không được áp dụng cho photographers, những nhiếp ảnh gia của chúng ta. As, bởi vì họ sẽ có những cái advantage, là ưu thế đem, advantage là ưu thế ha. Unfair là không có công bằng. Mình có từ fair, trái nghĩa với nó là từ fair ha. Fair là công bằng, còn unfair là không có công bằng nha em, bởi vì họ có những cái ưu thế không có công bằng. Bởi vì những cái nhiếp ảnh thì sẵn họ có chuyên môn rồi, thì những người như độc giả và nhân viên mà họ không có chuyên môn đó em, thì họ đâu có thi lại đâu, phải không? Ok, rồi tiếp. However, tuy nhiên, tôi đã nói chuyện với Brenner Griffin, our lead photographer, nhiếp ảnh gia trưởng á, và tôi đã quyết định rằng họ có thể serve as. Mình có từ serve có nghĩa là phục vụ, as là như là, phục vụ như là, hay cô dịch là đóng vai trò như là ha. Họ có thể phục vụ như là, hay là đóng vai trò như là judge. Mình có từ judge, danh từ có nghĩa là giám khảo nha em, giám khảo ha.
giám khảo. Còn động từ của judge có nghĩa là đánh giá ha. Một người giám khảo thì giúp đưa ra bình luận đánh giá, phải không em? Để cô dịch chỗ này nè, họ có thể đóng vai trò giống như là một những cái giám khảo cho cái contest là cuộc thi. There's no prize, sẽ không có cái giải thưởng. Prize là giải thưởng này. Sẽ không có cái giải thưởng nào khác hơn là cái the winning photo, cái bức tranh, cái bức ảnh mà chiến thắng đó sẽ được xuất hiện ở trên trang bìa của tạp chí, được không nào? I hope everyone, tôi hy vọng tất cả mọi người đều tham gia nếu mà có thể. Hay gửi cái submission, cái việc nộp của bạn, có nghĩa là cái bức, những cái bức ảnh ứng tuyển của bạn đó ha, dự thi của bạn đó, cho tôi trước ngày 10 tháng 12. The winner, người chiến thắng sẽ được công bố vào ngày 20 tháng 12. Good luck, chúc may mắn. Isaac Diner. Ok, rồi, tiếp ha. Xuống dưới câu hỏi đi em. Có 166 mình có từ journalist. Journalist có nghĩa là nhà báo nha em. Nhà báo ha. Journalist, nhà báo. Nhà báo nha. Câu C có nghĩa là tham vấn, tư vấn một số cái nhà báo. Có 167 mình có từ promote. Promote có 3 nghĩa, em còn nhớ không? Có nghĩa là thúc đẩy, thăng tiến, quảng cáo và khuyến mãi. Trong trường hợp này thì có nghĩa là thăng tiến ha. Người thì thăng tiến nè. Có ai bà ta vừa mới được thăng tiến ha. Câu B mình có từ judge. Lúc nãy mình gặp từ judge ở trên danh từ, có nghĩa là giám khảo. Đây nè, em thấy không? Ok. Nhưng mà từ judge chỗ này đó em là động từ nè, là đánh giá đó ha, đánh giá. Rồi dịch lại câu này nha, câu B, bà ta sẽ giúp đỡ để mà đánh giá cái cuộc thi. Bài tập tiếp theo từ câu 168 đến câu 171. Câu 168, what is Mr. Vogler? Ông Vogler thì lo lắng về điều gì? Vậy từ khóa trong câu này chính là từ Vogler và concern, phải không em? Mình đọc đáp án trước nha. Câu A, drawing, lôi kéo những consumers, những khách hàng tiềm năng đến showroom, đến cái phòng trưng bày sản phẩm đó em. Câu B, raise, tăng nhận thức của công chúng về cái products, cái sản phẩm ở trên mạng internet. Rồi, câu D, improve, cải thiện efficiency, cái sự hiệu quả của cái chương trình máy tính. Câu D, launching, ra mắt một cái application, ứng dụng chia sẻ hình ảnh mới, phải không nào? Rồi bây giờ chúng ta sẽ dò xem Mr. Vogler nằm ở đâu và ông ta lo lắng về điều gì nha. Mr. Vogler, ở tin nhắn đầu tiên 11:57 có rồi, phải không em? Mình đọc thử nha. Có từ concern không? À, không có từ concern nhưng có từ gì em? Worry, lo lắng, đồng nghĩa với nhau, và chúng ta đọc thử câu này nha. Hi everyone, xin chào tất cả mọi người. Tôi worry that, tôi lo lắng rằng cái việc marketing online của chúng ta, cái việc quảng cáo online của chúng ta đó thì không có working, không có hiệu quả. Rồi, is there, có bất kỳ cái cách nào cho chúng ta để mà improve, cải thiện được cái khả năng nhìn thấy qua mạng của sản phẩm của chúng ta không? Vậy thì em ơi, ông ta đang lo lắng về điều gì vậy? À, quảng cáo qua mạng phải không em? À, marketing qua mạng nó không có được hiệu quả, người tiêu dùng không biết đến sản phẩm của mình nhiều đó em. Vậy thì em ơi, câu nào vậy? ABCD đáp án là câu nào em? À, câu B, phải không nào? Đang lo lắng về việc phải tăng được cái sự nhận thức, cái sự hiểu biết, cái sự biết đến cho cái sản phẩm on the internet, online nè, được không nào? Ha, để đáp án chính là câu B nha em. Câu 169, what is indicated, cái điều gì thì được chỉ ra về momentum peak. Về từ khóa chính là từ momentum peak, phải không nào? Mình đọc đáp án trước nha, câu A, it can be used, nó có thể được sử dụng miễn phí trong cái khoảng thời gian thử, dùng thử để em trial, là dùng thử ha, period là thời kỳ dùng thử. Rồi câu B, nó charges, nó tính phí doanh nghiệp để mà sign up, là đăng ký. Câu C, nó có subscribers, nhiều cái người đăng ký theo dõi hơn là các đối thủ cạnh tranh của nó ha. Rồi câu D, nó cho phép người sử dụng edit, chỉnh sửa những cái bức hình, bức ảnh của họ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dò xem momentum peak nằm ở vị trí nào nha. Tin nhắn số mấy? À đây phải không em? Momentum peak nó nằm ở tin nhắn lúc 11:58 nè. Chúng ta đọc nhanh qua chỗ này nha. Có lẽ là chúng ta sẽ bắt đầu với lại cái tài khoản của Momentum Peak. Nó là một cái application, ứng dụng chia sẻ hình ảnh mà người ta sử dụng để mà share, chia sẻ và comment, bình luận trên những cái bức hình. Nó cũng sẽ cho phép chúng ta post, đăng tải những cái link lên những cái trang truyền thông của chúng ta. Vậy thì có đáp án chưa em? À, cũng chưa có, phải không nào? Tại vì nó cho phép người sử dụng edit, chỉnh sửa, nó đâu có cho phép chỉnh sửa đâu. À, phải không em? Vậy câu đi là không phải rồi nè. Bây giờ chúng ta đọc tiếp nha, xem nói gì về ứng dụng này. Đọc tiếp tin nhắn lúc 11:59 đi em. I've heard of that, tôi đã nghe về cái điều đó. Nhưng mà doanh nghiệp phải trả phí. Ok, vậy thì em coi nè. Business have to pay fee. Có một cái đáp án ở dưới, phải không em? Đáp án là câu nào vậy em? À, câu B, phải không nào? Nó tính phí doanh nghiệp để mà đăng ký.
Ok, vậy đáp án chính là câu B nha em nha. Câu 170, in which department, trong cái bộ phận nào đó thì the people, những người này nè, rất có khả năng là làm việc. Cứ dịch lại để nó suông hơn ha. Những người này thì rất có khả năng là làm việc ở trong cái bộ phận nào, phòng ban nào, để hôm nào. Rồi em xem là câu A nè, marketing, là lĩnh vực marketing quảng cáo phải không? Câu B, phát triển sản phẩm ha. Câu C, hỗ trợ khách hàng. Câu D, công nghệ thông tin. Nãy giờ chúng ta đọc thì em có thể đoán được đáp án là câu nào không? Em xem nè, đầu tiên á, tin nhắn lúc 11:57 chúng ta có dò rồi, ông Vogler mới nói là gì? Tôi rất là lo lắng về cái việc là marketing online của chúng ta đó thì không có hiệu quả. Có cách nào để cải thiện cái việc mà cái khả năng mà nhìn thấy trên mạng của những sản phẩm của chúng ta hay không? Rồi, sau đó tin nhắn lúc Silver lúc 11:58 mình có đọc rồi em, thì họ đang tìm hiểu về cái Momental Pick, đúng không nào? Nó là một cái ứng dụng. Vậy thì em xem họ đang cố gắng tìm cách để mà làm cho cái online marketing nó hiệu quả hơn, phải không nào? Vậy thì em xem đáp án là câu nào họ sẽ làm trong phòng ban. À, câu A, phòng nào marketing, phải không em? Còn cái phát triển sản phẩm đâu có bị gì đâu mà họ làm, đâu có nhắc đến cái vấn đề sản phẩm bị gì đâu. Mà cái vấn đề là quảng cáo chưa có tốt, phải không nào? Hỗ trợ khách hàng không có nói gì đến khách hàng, hỗ trợ khách hàng ở đây cả ha. Công nghệ thông tin càng không có nói, được hôm nào, đáp án là câu A nha em. Câu 171, vào lúc 12 giờ đó thì Miss Hughes, bà Hughes có ý là gì khi mà viết rằng I agree? Rồi mình đặt bố đoán trước nha em nha. Câu A, she would like to contact, bà ta muốn liên hệ với subscribers, những người đăng ký, current, hiện tại. Câu B, bà ta muốn expand, mở rộng cái trang truyền thông. Câu C, bà ta nghĩ rằng cái team, cái đội đó thì nên check, kiểm tra những cái chương trình khác. Câu D, bà ta muốn bắt đầu một cái tài khoản với cái ứng dụng Momental Pick. Rồi chúng ta nhìn cái tin nhắn lúc 12:01 và tìm câu I agree nha. Đây phải không em? Rồi bây giờ để biết được cái I agree có nghĩa là gì, chúng ta sẽ đọc tin nhắn liền trước nó hay em ha. Là tin nhắn lúc 12 giờ nè. Rồi chúng ta dịch nhanh nha. Chúng ta có lẽ là cũng sẽ muốn check out, kiểm tra những cái gì em? Những cái applications, ứng dụng chia sẻ hình ảnh phổ biến khác, phải không nào? Trước khi mà chúng ta làm điều đó, I agree, tôi đồng ý. Vậy em xem bà Hughes đồng ý với chuyện gì? À, chính là đồng ý với cái chuyện là check out other popular image sharing application, phải không nào? À, đồng ý với cái việc là kiểm tra những cái ứng dụng chia sẻ hình ảnh phổ biến khác. Vậy thì em nhìn đi, đáp án là câu gì em? A, B, C, D, đáp án là câu câu C, phải không nào? Là bà ta nghĩ rằng cái đội thì nên kiểm tra những cái chương trình khác ha. Chương trình khác ở đây nè, other programs ở đây chính là other applications, phải không nào? Ok, thì đáp án là câu C ha. Rồi bây giờ cùng dịch lại về hệ thống là những từ vựng được highlight rất là quan trọng cùng với cô các anh nha. Tin nhắn đầu tiên, Vogler mà nó là gì? Hi everyone, mọi người thân mến, I'm worried, tôi lo lắng rằng đó, cái việc marketing online của chúng ta thì không có working. Mình có động từ, mình có từ work các em, thường thường á, dịch là làm việc phải không? Nhưng mà cái từ work còn có nghĩa là có tác dụng hay là hiệu quả nữa. Và câu này của dịch như sau, I'm worried, tôi lo lắng rằng đó, thì cái việc marketing online của chúng ta đó thì không có hiệu quả hay là không có tác dụng, được không nào? Is there a way, có cái cách nào cho chúng ta để mà improve, cải thiện cái visibility? Visibility có nghĩa là cái khả năng nhìn thấy đó em ha, khả năng nhìn thấy ha, khả năng nhìn thấy qua mạng của chúng ta được hay không? Có nghĩa là khả năng nhìn thấy các sản phẩm ở trên mạng đó em, được không nào? Rồi tiếp thì bà Hughes mới nói là gì nào? What about về cái việc expand, expand có nghĩa là mở rộng hả em ha, mở rộng. Về cái việc mở rộng cái trang web truyền thông của chúng ta thì như thế nào? Rồi ông Vogler mới nói là gì? Our social media page, cái trang web truyền thông của chúng ta đó thì không có successful, thành công trong việc đưa những cái image, là những cái hình ảnh của sản phẩm ra để mà cho consumers, có nghĩa là khách hàng hay là người tiêu dùng đó em ha. Consumer có nghĩa là khách hàng hay là người tiêu dùng ha. Để mà see là nhìn thấy, cô dịch lại con này để suông hơn nha. Cái trang web truyền thông của chúng ta đã không có thành công trong việc là đưa những cái sản phẩm của những cái sản phẩm, đưa những cái hình ảnh của sản phẩm của chúng ta ra ngoài để cho những người tiêu dùng hay là khách hàng người ta thấy, được không nào? Pictures, những cái hình ảnh á, thì thật sự là rất là help, giúp ích trong cái việc promote. Mình có động từ promote có ba nghĩa, thứ nhất là thăng tiến hoặc là thúc đẩy, thứ hai là quảng cáo, thứ ba là khuyến mãi. Chỗ này có nghĩa là gì em biết không? À, quảng cáo ha, quảng cáo. Rất là giúp ích trong cái việc quảng cáo cái dòng, những cái dòng sản phẩm của chúng ta. Product lines, line là dòng đấy em. Product lines là dòng sản phẩm ha. Rồi tin nhắn tiếp theo, Silver mới nói là gì nào? Perhaps, có lẽ là chúng ta nên bắt đầu với cái tài khoản của cái ứng dụng Momental Pick.
Nó là một cái application, có nghĩa là ứng dụng nha em. Application có nghĩa là ứng dụng ha. Nó là một cái ứng dụng chia sẻ hình ảnh mà người ta sử dụng để mà chia sẻ và comment, bình luận lên những cái bức ảnh. Nó cũng sẽ allow us, cho phép chúng ta post link, đăng tải những cái link lên trên cái trang web truyền thông của chúng ta. Rồi, thì Pearson mới nói là gì? I've heard of that. Tôi đã nghe cái điều đó rồi. Nhưng mà doanh nghiệp phải trả một cái phí. Vogler mới nói là gì? If the monthly fee, nếu mà cái phí hàng tháng á, nó reasonable. Mình cái từ reasonable có nghĩa là hợp lý ha. Reasonable, hợp lý. Nếu mà cái phí hàng tháng nó hợp lý á, thì nó nên nằm trong cái khoản budget, là ngân sách, được không em? Budget là ngân sách ha. Nó nên nằm trong ngân sách marketing của chúng ta. Rồi, chúng ta có nên go ahead, tiến hành luôn và set up, thiết lập, thành lập một cái tài khoản hay không? Rồi, Silver mới nói là gì? Chúng ta có lẽ là cũng muốn check out, kiểm tra, xem những cái applications, những cái ứng dụng chia sẻ hình ảnh phổ biến khác á, trước khi chúng ta làm cái điều đó. Thì Hughes nói là gì em? I agree, tôi đồng ý. There are other, có những cái programs, cái chương trình chia sẻ hình ảnh khác mà nó làm sao em? Nó có nhiều subscribers. Mình có từ subscribers có nghĩa là người đăng ký ha. Người đăng ký mà sử dụng cái gì đó lâu dài hàng tháng đem, thì người ta gọi là subscribers ha. Người đăng ký để sử dụng cái gì đó lâu dài hay là định kỳ hàng tháng đó. Quy dịch lại chỗ này nha. Có những cái chương trình chia sẻ hình ảnh khác mà nó có nhiều người đăng ký hơn là Momental Pick, được không nào? Rồi, Fogler mới nói là gì? I see, tôi hiểu. Well, được rồi. Tôi có thể nhờ một trong số bạn come up with, có nghĩa là đưa ra đây. Come up with và đưa ra một cái danh sách của những cái application, những cái ứng dụng mà nó có thể là beneficial. Mình có từ beneficial có nghĩa là có lợi hay em ha, mà nó có lợi để mà tham gia hay không. Vui lòng cũng find out, tìm hiểu về cái mức phí của nó và cái chức năng của nó. Mình có từ functions có nghĩa là chức năng, rất hay gặp thêm ha. Rồi, Pearson nói là gì? I can take care of that. Tôi có thể lo cái việc đó ngay bây giờ. Tôi sẽ gửi cho bạn email với cái thông tin vào chiều ngày hôm nay, được không? Rồi, câu hỏi số 168. Câu A mình có từ draw, đi với từ to. Mình có cụm là draw somebody to something nha em. Draw somebody to something có nghĩa là lôi kéo ai đến đâu hay là đến cái việc gì ha. Lôi kéo ai tới đâu hay là đến đâu hay là đến tới cái việc gì, được không nào? Vậy câu ai câu dịch là lôi kéo những cái consumers là gì em? Người tiêu dùng hay là khách hàng potential là tiềm năng nha em nha, tiềm năng. Lôi kéo những cái khách hàng tiềm năng đến showroom là cái phòng trưng bày sản phẩm đó em. Rồi câu B mình có từ raise có nghĩa là tăng, làm tăng. Awareness có nghĩa là nhận thức hay là sự hiểu biết ha, nhận thức hay là sự hiểu biết. Tăng nhận thức, hiểu biết có nghĩa là nâng cao đấy em, nâng cái nhận thức, hiểu biết của public, công chúng về cái sản phẩm ở trên mạng, được không nào? Câu C, mình có từ efficiency có nghĩa là sự hiệu quả đấy em, hiệu quả ha, cái sự hiệu quả, cái tính hiệu quả. Vậy câu C có nghĩa là cải thiện cái sự hiệu quả của cái chương trình máy tính. Câu D mình có từ launch, có nghĩa là ra mắt cái gì đó lần đầu ha. Ra mắt cái gì đó lần đầu tiên, ví dụ ra mắt sản phẩm mới hay là tung ra cũng được. Nó bằng với từ release, gặp rất nhiều rồi nha em. Rồi tiếp nào, câu 169 mình có từ trial period, có nghĩa là cái thời gian dùng thử đây em. Trial là thử ha. Rồi câu B mình có từ sign up, có nghĩa là đăng ký ha. Sign up là đăng ký. Rồi câu C mình có từ competitors, có nghĩa là đối thủ cạnh tranh nha em. Competitors, đối thủ cạnh tranh ha. Câu C có nghĩa là nó có nhiều subscribers, người đăng ký hơn những cái đối thủ cạnh tranh của nó. Rồi,